Cô mến chào các em. Cô rất vui vì được đồng hành với các em môn học toán lớp 3. Để học tốt tiết học hôm nay chúng ta cần chuẩn bị sách giáo khoa toán lớp 3, vở tập trắng, viết thước kẻ, tập nháp. Các em chú ý theo dõi cô hướng dẫn bài. Đặc biệt các em không ngồi quá gần màn hình TV. Các em ạ, à, các tiết trước các em đã được học điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Hôm nay cô hướng dẫn các em so sánh các số trong phạm vi 10.000 sách giáo khoa trang 100. Cô mời các em nhắc lại tự bài dùm cô. So sánh các số trong phạm vi 10.000. Nội dung bài học hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất hướng dẫn cách so sánh các số trong phạm vi 10.000. Phần thứ hai bài tập vận dụng sách giáo khoa trang 100. Chúng ta vào phần thứ nhất Hướng dẫn cách so sánh các số trong phạm vi 10.000. Ở phần thứ nhất chúng ta có hai trường hợp. Bây giờ chúng ta đi vào trường hợp thứ nhất. So sánh hai số trong trường hợp có ít hoặc nhiều chữ số hơn. Để nắm vững yêu cầu của trường hợp thứ nhất, các em quan sát ví dụ 1 nhé. Cô có số 999 so với số 1000 để biết xem số nào ít hoặc nhiều chữ số hơn các em cùng điếm số với cô ở đây các em khi so sánh chúng ta so sánh từ trái sang phải vậy số 999 gồm có mấy chữ số các em nhẩm cùng với cô 1 2 3 gồm có 3 chữ số vậy con số 1.000 có mấy chữ số các em cũng điếm với cô 1 2 3 4 chữ số. Như vậy, ba chữ số như thế nào với bốn chữ số các em? Ba chữ số vì 999 ít hơn nên cô kết luận số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. Mà các em lặp lại ví dụ 1 cho cô. 999 bé hơn 1000. Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. Để xem nhiều chữ số hơn như thế nào, chúng ta qua ví dụ 2. Cô có số 10.000 so với số 9.999. Các em cũng so sánh từ trái sang phải. Bây giờ các em cùng điểm số với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Số 10.000 có 5 chữ số, vậy còn 9.999. Các em cùng điểm. 1, 2, 3, 4. Như vậy nhiều chữ số hơn thì như thế nào? Số có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Cô mời các em nhắc lại ví dụ hai dùm cô. 10.000 lớn hơn 9.999. Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Qua hai ví dụ, các em vừa so sánh trường hợp có ít hoặc nhiều chữ số hơn các em đã làm xong để xem so sánh hai số có cùng chữ số như thế nào. Chúng ta qua phần 2. Trường hợp 2, so sánh hai số trong trường hợp có cùng chữ số. Để nắm vững các em quan sát phần ví dụ. Ví dụ 1, cô có số 9.000 so với 8.999. Các em cũng Tiếp tục so sánh từ trái sang phải. Để xem lớn bé như thế nào, chúng ta đếm số giùm cô. Số 9.000, 1, 2, 3, 4, gồm có 4 chữ số. Đúng rồi, số 8.000, 1, 2, 3, 4, cũng 4 chữ số. Vậy đây, số cùng có hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Hai số đều có đủ hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Vì 9 lớn hơn 8. Nên cô có kết luận 9.000 lớn hơn 8.999. Vừa rồi chúng ta vừa xem ví dụ 1. Chúng ta sang ví dụ 2. Cô có số 6.579 so với 6.580. Cũng như vậy các em so sánh giùm cô. Ở đây 6.579 so với 6.580. Ở đây các em cũng đếm với cô. 1, 2, 3, 4 chữ số. Rồi bên phải 1, 2, 3, 4 chữ số đúng rồi. Đây ở hàng nghìn là 6, đều là 6. Hàng trăm đều là 5. Nhưng 7 bé hơn 8. Nên cô kết luận. Vì 7 bé hơn 8 nên 6.579 bé hơn 6.580. Qua hai ví dụ cô có kết luận. Khi so sánh hai số có cùng số chữ số, ta so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải. Nếu xuất hiện chữ số cùng hàng lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại. Nếu xuất hiện chữ số cùng hàng bé hơn thì bé hơn. Vừa rồi các em đã so sánh hai số có cùng chữ số. Vậy còn so sánh hai số có cùng chữ số giống nhau thì như thế nào? Chúng ta sang ví dụ 3. Ví dụ 3. Cô có số 1965 so với 1965. Các em cũng so sánh như các trường hợp trước. Chúng ta đếm xem Số 1965 có mấy chữ số? 1 2 3 4 chữ số. 1965 cũng 4 chữ số. Vậy hàng nghìn là 1, hàng trăm là 9, hàng chục là 6, hàng đơn vị là 5. Vậy hai số này có cùng chữ số giống nhau thì bằng nhau. Qua bài tập này cô có câu kết luận. Khi so sánh hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau. Các em vừa à, theo dõi ví dụ 3. Sau đây để nắm vững kiến thức hơn, chúng ta qua phần quy tắc. Trong hai số số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn khi so sánh hai số có cùng số chữ số ta so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải nếu xuất hiện chữ số cùng hàng lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại nếu xuất hiện chữ số ở cùng hàng bé hơn thì bé hơn nếu so sánh hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau. Các em nắm vững quy tắc để chúng ta thực hiện bài nhé. Sau đây, chúng ta vào phần 2. Phần 2 là bài tập vận dụng. Bài 1: điền dấu lớn, bé, bằng. Bài 2: điền dấu lớn, bé, bằng. Và bài 3 là trò chơi đố vui tìm số lớn, số bé. Bây giờ chúng ta đi vào bài tập 1 nha các em. Bài tập 1 yêu cầu là điền dấu lớn bé bằng. Cô mời các em nhắc lại yêu cầu giùm cô. Điền dấu lớn bé bằng. Các em quan sát bài tập 1A. À, số 1942 so với 998. 1999 so với 2000 số 6742 so với 6722 900 cộng 9 so với 9009. Bây giờ chúng ta đi vào bài để rõ hơn nha các em. 1942 so với 998. Muốn so sánh được hai số này, chúng ta cũng điếm và áp dụng vận dụng vào quy tắc mà điền dấu cho đúng nha các em. Ở đây 1.000 các em điểm xem có mấy chữ số? 2 3 4 998 1 2 3 các em vận dụng quy tắc vừa học. Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Cô vừa làm cho các em bài mẫu, sau đây các em cùng làm nháp với cô nhé. 1999 so với 2000 các em cũng so sánh cho cô từ trái sang phải các em làm nháp với cô. Cô tin rằng các em có đáp án đúng. Bây giờ các em nhìn lên so sánh màn hình với cô. Ở đây 1999 có gồm có 4 chữ số. 2000 gồm có 4 chữ số. Vì 1 bé hơn 2. Nên ở đây cô chọn dấu bé hơn. Cô có lời khen những em có đáp án đúng trên màn hình. Sau đây chúng ta tiếp bài. Số 6 6742 so với 6 6722. Các em tương tự cũng so sánh và áp dụng quy tắc để thực hiện bài 6.700. các em xem ở đây hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, đơn vị. vì Đây có điều có là 6 cùng là 6 và hàng trăm cùng là 7 nhưng à, chục nó là 4 à, lớn hơn 2 nên cô kết luận rằng 6742 lớn hơn 6722 cô điền dấu lớn tiếp tục các em 900 cộng 9 so với 9009 các em cũng tiếp tục làm nháp với cô Bài toán này có phép cộng các em. Trước khi so sánh các em phải thực hiện phép tính cộng trước, xong lấy kết quả chúng ta so sánh với số thứ hai. Vậy 900 cô cộng 9 cô được 909. Bây giờ chúng ta lấy 909 so với chín các em. Các em cùng làm nháp với cô nhé. Ở đây các em áp dụng vào quy tắc

900 cộng 9 bằng 909 bé hơn 9009. Bài 1 này các em đã biết sử dụng dấu và chọn dấu đúng điền vào chỗ chấm. Vừa thực hiện xong bài 1, chúng ta sang bài 2. Bài 2 yêu cầu điền dấu lớn bé bằng. Các em nhắc lại yêu cầu dùm cô. Điền dấu lớn bé bằng. Các em quan sát bài 2. Bài 2 gồm có 2A và 2B. Cô sẽ đọc bài 2A cho các em dễ quan sát. 1 km so với 985 m, 600 cm so với 6 m. 797 mm so với 1 m. Bài B, 60 phút so với 1 giờ, 50 phút so với 1 giờ, 70 phút so với 1 giờ. Ở bài tập 2 này các em khác bài tập 1 vì ở đây có đơn vị đo. Muốn so sánh được bài tập 2 này chúng ta phải quan đầu tiên quan sát đơn vị đo, có cùng đơn vị đo chưa? Nếu chưa cùng đơn vị đo chúng ta đổi cùng đơn vị đo rồi mới so sánh. Các em theo dõi từng bài nhé. Rồi. 1 km so sánh với 985 m. Ở đây có cùng đơn vị đo chưa các em? Vậy chúng ta phải đổi 1 km thành mét 1 km, các em nhớ giùm cô kiến thức cũ 1 km thì bằng 1.000 m Bây giờ 1.000, các em So với 985 m Chúng ta cũng vận dụng cái quy tắc để điền chọn dấu điền đúng giùm cô 1.000 Có mấy chữ số các em? 1, 2, 3, 4 chữ số 985 có 3 chữ số Vậy chúng ta dễ dàng nhận ra là đi dấu gì rồi mà Rồi bắt đầu Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn Sau đây các em cùng làm nháp với cô nhé 600cm so với 6m Bài tập này chưa cùng đơn vị Vậy chúng ta phải đổi 6m cùng đơn vị cm rồi các em mới so sánh. Cô sẽ đổi cho các em. Các em nhớ lại kiến thức cũ, 1 m thì bằng bao nhiêu cm các em? 1 m bằng 100 cm. Vậy 6 m bằng bao nhiêu cm? Bằng 600 cm. Bây giờ cùng đơn vị các em so sánh được là 600 cm so với 600 cm nếu hai số đều có cùng số và giống nhau thì các em chọn dấu gì dấu bằng tiếp tục các em 797 mm so với 1 mét ở đây các em thấy số 797 mm với 1 mét chưa có cùng đơn vị chúng ta tiếp tục đổi 1 mét thành mm Vậy 1 mét bằng bao nhiêu mm các em? 1 mét bằng 1.000 mm. Các em cùng làm nháp với cô. Vậy 797 mm so với 1.000 mm thì thế nào? Cô nhắc lại. Quy tắc số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. Vậy chọn dấu bé hơn. Ai có cùng đáp án với cô, cô có lời khen vừa rồi các em đã so sánh về đơn vị đo vậy về thời gian như thế nào thì các em xem phần b ở đây thời gian là giờ và phút cô có 60 phút so với một giờ ở đây chúng ta cũng đổi cùng đơn vị đó rồi mới so sánh một giờ bằng bao nhiêu phút các em một giờ bằng 60 phút Bây giờ chúng ta bắt đầu cùng đơn vị đo là phút rồi các em so sánh giùm cô. 60 phút, 60 phút. Hai số có cùng chữ số thì chúng ta điền dấu gì? Bằng. Tiếp tục 50 phút so với 1 giờ. Chúng ta cũng tiếp tục đổi nữa các em. 1 giờ ra phút cho cùng đơn vị rồi bây giờ chúng ta bắt đầu so sánh 50 phút so với 60 phút Vì 5 bé hơn 6 nên cô chọn bé hơn Các em nhắc lại dùm cô 50 phút bé hơn 60 phút 70 phút so với 1 giờ Chúng ta cũng tiếp tục đổi 1 giờ ra phút 1 giờ bằng 60 phút so sánh 70 phút như thế nào với 60 phút. Vì số 7 lớn hơn 6 nên dễ dàng chọn lớn hơn. Vừa rồi chúng ta đã thực hiện bài 2 điền dấu lớn bé bằng các em đã biết đổi cùng đơn vị đo rồi mới so sánh. Để tiết học được vui hơn, cô Hướng dẫn các em chơi trò chơi Đố vui, chúng ta sang bài tập 3. Trò chơi Đố vui tìm số lớn, số bé. Cô có yêu cầu thứ nhất, tìm số lớn nhất trong các số. Số 4375, số 4735, số 4537 và số 4753. Ở đây

em nào nêu đúng cô có lời khen sau đây chúng ta tìm số bé nhất trong các số số sáu nghìn chín mươi một sáu nghìn một trăm chín mươi sáu nghìn chín trăm linh một sáu nghìn chín các em cùng quan sát và tìm cho cô số nào bé nhất trong các số sau Cô tin rằng các em có kết quả đúng. Nhìn lên màn hình. 6019 là số bé nhất trong các số. Các em có đúng kết quả trên màn hình, cô có lời khen. Vừa rồi bài tập 3 cũng là bài tập kết thúc tiết học rồi các em ạ. À. Sau đây cô dặn dò các em hoài ý. Thứ nhất, nắm vững các dấu hiệu để so sánh các số trong phạm vi 10.000. Hoàn thành các bài tập 1, 2, 3 và vở bài tập. Nhờ cha mẹ, anh chị, cô giáo chủ nhiệm kiểm tra dùm. Xem và chuẩn bị bài tiếp theo. Phép cộng các số trong phạm vi 10.000. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô mến chào tất cả các em. Chúc các em chăm ngoan học tốt.